F0 nhẹ được đề xuất nơi cách ly. F0 không triệu chứng hoặc nhẹ nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được tự đề xuất nơi cách ly ở doanh nghiệp, cơ sở có thu phí hoặc khu tập trung của địa phương. Đây được xem là bước chuyển đổi để chủ động hơn trong phòng chống dịch, theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 nằm trong hướng dẫn tạm thời về quy trình xử lý F0 trong cộng đồng do Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng ký ngày 28 tháng 10. Trước đây, F0 không triệu chứng hoặc nhẹ nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung của quận, huyện hoặc các bệnh viện. Theo hướng dẫn mới, nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình và phải được xử lý ngay khi xác định thông tin F0. Tất cả các thành viên sống cùng nhà F0 phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên, sau đó hộ gia đình được cách ly 14 ngày, dán biển cảnh báo trước nhà. Trong thời gian này, nếu phát hiện thêm F0 trong hộ cũng không tính thêm thời gian cách ly cho những người còn lại. F0 được khám, đánh giá dấu hiệu suy hô hấp, nếu có thở nhanh hoặc khó thở hoặc SpO2 dưới 96% thì gọi tổ phản ứng nhanh đến cấp cứu và chuyển vào bệnh viện. F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cho cách ly điều trị tại nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện về phòng ngừa lây nhiễm và người chăm sóc cấp túi thuốc A, B và C. Theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM, nếu phường xã phát hiện trên 10 hộ có F0 thì phải kích hoạt một trạm y tế lưu động để chăm sóc. Nếu trên 50-100 hộ có F0 thì phải kích hoạt thêm trạm y tế lưu động. Khu vực có hơn 2 hộ F0 sẽ được xác định là ổ dịch cộng đồng. Ngay khi xác định được ổ dịch này, ngành y tế khẩn trương điều tra thông tin dịch bệnh trong khu vực. Nếu phát hiện thêm ổ dịch hộ gia đình khác, việc điều tra sẽ dựa trên các tiêu chí như mức độ giao lưu trong khu vực, hẻm nhỏ, chật hẹp, đông người, thói quen sinh hoạt, tập quán sinh hoạt. Mức độ giao tiếp bên ngoài khu vực, người trong khu vực là shipper hoặc làm việc có nơi nguy cơ lây nhiễm cao như chợ, siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, tình trạng tiêm chủng của dân cư đã từng là ổ dịch. Khu vực ổ dịch cộng đồng được tạm thời phong tỏa trong 24 giờ nhằm thông báo hướng dẫn người dân biết và tuân thủ các quy định quản lý ổ dịch. Tất cả người dân được xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 2-4 giờ để đánh giá mức độ nguy cơ. Từ các kết quả xét nghiệm tầm soát và đặc điểm dân cư, tỷ lệ hộ có F0, mật độ giao lưu trong và ngoài khu vực dân cư, tỷ lệ tiêm chủng, ngành y tế sẽ đánh giá mức độ nguy cơ thấp, cao, rất cao để có hình thức quản lý phù hợp. Ổ dịch nguy cơ thấp, xét nghiệm 5 ngày một lần, xét nghiệm nhanh mẫu gộp theo gia đình, cho mỗi người dân trong ổ dịch, trừ các hộ có F0, đến khi không còn phát hiện F0 trong cộng đồng. Người có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại và sinh hoạt như bình thường, nhưng không được tham dự những sự kiện tập trung trên 20 người, tự theo dõi sức khỏe và khai báo với trạm y tế địa phương khi có triệu chứng để được xét nghiệm ngay. Ổ dịch nguy cơ cao, xét nghiệm 3 ngày một lần, xét nghiệm nhanh mẫu gộp theo hộ gia đình, cho mỗi người dân trong ổ dịch trừ các hộ có F0 đến khi không còn phát hiện F0. Người có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại nhưng giới hạn giao tiếp, ghi nhớ những người và nơi đã giao tiếp nếu có, và không được tham dự những sự kiện tập trung trên 10 người, tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày, xét nghiệm khi có triệu chứng. Ổ dịch nguy cơ rất cao, phong tỏa cứng cả khu vực, xét nghiệm 2 ngày một lần và ít nhất 3 lần, nếu không còn phát hiện F0 thì giải tỏa, chỉ còn cách ly các hộ có F0. Khu vực phong tỏa được quản lý nghiêm, đảm bảo cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.